Để anh huynh đệ à, cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hỏi ấm về đây, chẳng hỏi thăm thế sao, một câu quan tâm nào thấy đâu. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, vì cuộc sống ở nơi đây bình yên, trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa, chờ đợi tin ai. Huynh đệ ơi, anh sẽ quay về. Hiểu ra vì sao năm xưa người vội bước đi, còn nhớ mãi hình bóng ngày tháng nguyên khắc sâu bên chung dù nồng mùi thích khăn trên vơi ta, vẫn nhớ mãi hồi ức nhớ về anh, từ trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay. Buôn ba nơi phong trần phiêu bạt gió sương, tầm tâm can nỗi sầu vì như dao xe. Huynh đệ ơi, huynh đệ ơi, cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hỏi ông về đây, chẳng hỏi thăm thế sao, một câu quan tâm nào thấy đâu. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, vì cuộc sống ở nơi đây bình yên, trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa, chờ đợi tin ai. Huynh đệ ơi, anh sẽ quay về. Cùng dòng máu đỏ, cái thân từ hồi còn nhỏ với nhau, yeah. Với tôi đã anh bay vào cặp sân cỏ thế sâu. Đã đi xa hay ngã đi ta không còn hay gì về nhau, tan từ nay và về sau ngoài kia không biết bao nhiêu trong gai đang đợi, cùng anh đợi với nhau đến đâu không ai mang tới, dù có bao nhiêu sóng gió xa bốn phương cùng trời. Chẳng thể nào hiểu ra ở phương trời nào cuộc sống anh có ổn khó. Nhân gian rộng lớn nước cờ anh từng bước đi, bàn điều tắm thư vương tin anh thành công. Khi đông qua đi nhất định anh quay về, về đây nơi xưa cha mẹ già ngóng chờ. Kết thúc ngày tháng tiêu du về nơi chốn an yên, đàn đau thâu đêm như dù cây cùng chi kỷ. Huynh đệ ơi, huynh đệ ơi, cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hỏi ông về đây, chẳng hỏi thăm thế sao, một câu quan tâm nào thấy đâu. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, vì cuộc sống ở nơi